Xin chào các bác nhé, em lại lên sóng một con máy lọc khí hàng khủng của Panasonic. Đây là một cái con VG80, là cái dòng công suất lớn nhất tại cái thời điểm nó ra mắt, dùng cho phòng khoảng 55m² trở xuống. Đấy, công suất lớn. Đây là cái con máy đắt tiền nhất, lúc đấy nó vào khoảng hơn 20 triệu. Bên Nhật để mua những cái con này thì nó thật sự cũng không phải là nhiều người mua đâu các bạn, vì nó cũng khá là đắt, công suất lại to. Bên Nhật thì đa số các cái phòng nhỏ thì họ chỉ mua máy nhỏ thôi, nhưng ở Việt Nam mình thì phòng khá là rộng. Các bạn mua những con máy này thì mình dùng cho phòng nào cũng được, diện tích từ 55m² trở lại, dùng lọc cho phòng ngủ thì càng nhanh càng hiệu quả. Ở cái phân khúc cao cấp nhất thì đây, như con này các bác thấy nhé, thêm một cái tính năng đó là báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử luôn nhé. Đấy, chứ không còn bằng cái số cơ học nữa. Đấy, khóa trẻ em này, đầy đủ tất cả các tính năng, vì nó là máy cao cấp nhất rồi. Dưới 3 giây thì mở hẹn giờ này, Eco Navi, cảm biến ánh sáng. Đấy, buổi tối nó sẽ tắt những cái đèn ở đây đi, để không ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của những người mà khó ngủ. Ở đây là cái chế độ điều chỉnh cái cửa dâng này, và cái cửa vẫy này. Chế độ này là điều chỉnh chế độ lọc khí chỉnh tay, tăng giảm tốc độ nhanh chậm khác nhau, tự động. Đây là ba cái nút, ba chế độ là lọc khí và bù ẩm. Đấy, chế độ đầu tiên lọc khí và bù ẩm tự do này, ở chế độ này đèn báo nháy nháy không có nước là máy tự đóng cửa lại các bạn này. Ở chế độ thứ hai là chỉ lọc không khí tự động thôi. Ở chế độ thứ ba là lọc không khí và bù ẩm tự động thì máy không có nước, đèn báo đây thì máy vẫn chạy bình thường. Đấy, các bác cứ bật chế độ trên cùng này và bật Eco Navi là máy hoàn toàn hoạt động tự động nhé. Đây, ở cái phân khúc cao cấp nhất thì nó có cái đèn có cái mắt nhận diện người này. Đấy. Đây là cái tính năng mà kể cả Daikin hay là Sharp hoặc là những Pana đời thấp hơn một bậc thì cũng không có. Đấy. Con này thì màng HEPA zin theo máy vẫn còn khá đẹp cho nên vẫn để nguyên đây nhé. Đấy. Vẫn còn rất là đều đẹp này các bạn này. Đấy. Màng than thì rất là dày nhé. Pana thì đứng đầu bảng về độ dày rồi, khử mùi rất là tốt, kết hợp với công nghệ nano y, công nghệ khử khuẩn, có chức năng làm ẩm da. Đấy, các bác có thể tìm hiểu sâu về cái công nghệ nano y của Panasonic nhé. Bên dưới này là khu vực bù ẩm này, bình nước, mạng tàu ẩm zin còn rất là trắng đẹp. Ngày hanh khô này, hoặc là các bác dùng phòng điều hòa đấy, hoặc là các bác ở Sài Gòn thời tiết là hanh khô thì mình bù ẩm thêm. Bù ẩm tính năng rất là hiệu quả mà đa số các cái máy của liên doanh không có rồi. Con này sản xuất năm 2012 này, 74W, ngang với con Daikin MCK70 VG80 điện 100V series máy đây các bác nhé. Các bác nào mua thì em gửi đúng con này luôn nhé, 0319233B. Hình thức còn rất là đẹp. Con này đầu biến áp điện 220V rồi. Giá con này thì em bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa đi kèm phí vận chuyển. Test cái chức năng bụi mịn 2.5, hôm nay cái chất lượng không khí ở mức cũng khá là cao, vượt ngưỡng an toàn rồi các bác này. Sang ngưỡng cam, cái ngưỡng là cũng ô nhiễm rồi đấy. Trời hanh khô mùa thu của miền Bắc này. Đấy, lên tận 91 rồi này. Đấy, sau khi cho qua máy các bác thấy chất lượng không khí đã xuống này, rất là tốt luôn này. Đấy. Đấy. Chất lượng không khí xuống ở ngưỡng an toàn ngay. Còn bỏ ra các bác lại thấy chất lượng không khí lên này. Cái chiếc này bán là 3,2 triệu nhé, bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, chào các bác.